Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ con ngỗng con. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay của mình hôm nay sẽ có từ con ngỗng mẹ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ con ngỗng bố. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Từ qua giờ làm gia đình mãi thì chị hôm qua chị chơi mất nửa tiếng đồng hồ luôn, nhưng mà sản lượng của chị vẫn đủ. Thế là mình là quen mà làm hôm nào chị mà có tiêu đề chị làm nhanh cực, nhưng mà chị không có tiêu đề. Hôm đấy chị xác định là ít video, ít hơn một tiếng đồng hồ cũng có luôn á. Nó nản và nó không muốn làm một tí nào. Đầu tiên là mình sẽ xóa màu cam nha. Bây giờ động vật chị đọc lại hết một lượt xong chị cho từ bố mẹ con vào thôi. Luôn mang vác tương lai cho em, anh sẽ là một trăm con. Ba mẹ em khó tính thì anh cũng chẳng vừa. Hạnh phúc đi lên thì mình đưa bé thôi. Xanh bước trên con đường đời, em sẽ luôn thật cô. Còn mới à? Hả? Còn mới đây. Đây rồi, ai tốn một cái lấy một mới không? Nhưng mà lỡ yêu rồi thì làm sao lại phải giấu. Có phải đằng ấy đang bơ vơ một mình hay sao? Không. Mấy đứa tay nghe vào. Hôm nào chị đeo tay nghe là chị ở đây, chị một mình chị thần kinh luôn đó. Mấy cái video này dính hết. Ê, làm một mình thoải mái hơn thật. Làm gì? Được cái là nếu mà con người thì nói chuyện cũng vui. Không. Hôm nào chị không đeo tai nghe thì có người thì mới vui. Còn chị mà đeo tai nghe thì chị thích một mình thôi. Chị đeo tai nghe chị ha. Đi hôm mà nói chung là em đây rồi. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu đỏ nha. Mình sẽ tiếp tục với màu đỏ nha mọi người. Mọi người ơi, mình sẽ tiếp tục xóa màu đỏ nha. Chị mà đeo tai nghe em nghĩa ngồi đây nói chuyện với chị tất phải nói lại 3-4 lần chị mới nghe được đấy. Chị không đi bằng nghĩ em phải vọt nghe cái gì mọi người ấy là mới nghe đấy, nó mới nhìn thấy. Nghĩa. Lại bây giờ em hai cái tai nghe nó được tổ đông lên, cho em tạo phải lấy cái mũi cái gì nhé mọi người, nó là nó nhìn thấy. Ở trên kia. Ở đây này. Ở dưới đây này. Còn cả trên kia còn không nghe nữa, cả trên kia cũng ổn. Cơ cái kiểu, nhưng mà chị chưa thấy cái trường hợp đấy bao giờ. Nhưng mà như công là chị thấy rồi. Công thì không cần đeo tai nghe cũng biết. Anh có thể nghe. Không, em thì chưa bao giờ thì em thấy, anh công thì thấy không có thằng nghĩa đâu. Chị cũng biết thì chị chưa thấy bao giờ. Đấy, khách không nhớ. Đây, chị mình có thể nghe như vậy. Tài chính lắm. Đấy, chị này nó nói đây chứ. Tại từ hôm chị vào làm đến giờ có mỗi hôm đầu tiên, mỗi hôm đầu tiên là nó đeo tai nghe thôi, còn đâu mọi hôm sau nó đeo tai nghe nó có nghe với chị nói mà. Có chị vào đây á, nó lại bỏ, nó lại đeo tai nghe vào. Có em vào của nó này, suốt ngày nó đeo tai nghe luôn. Nó đeo hai cái và tai này nói nó chẳng nghe cái gì. Nhưng có chị cho vấn đề khác. Nó không đeo tai nghe. Không đeo. Nó làm cùng em này. Ui ôi, đeo hai cái vào. Bật tung nhĩ lên. Nó bảo chị đặt cho nó cái tai nghe mà giờ chị mới nhớ ra chị chưa đặt. Ô, tự nó có tai nghe rồi, nó hôn nó đặt, nó mang đi. Chả biết. Đấy. Nó không phải em đặt nhưng mà em không đặt. Tại vì em không đặt xuống đi. Cái tai nghe này toàn em nhầm, em đặt đi. Hôm qua chị quên, chị không bôi thuốc đây nè.
mua bột sắn dây khác rồi. Lại có bột sắn dây khác này? Là cái bột kia chị thấy nó không bình thường. Bởi vì bột sắn dây pha ra nó sẽ trong đi, nhưng mà cái đấy nó đục. Nó đục như kiểu màu. Màu cái gì ấy? Như màu của slime cái gì? Không. Ừ, như kiểu màu slime bẩn ấy. Chiếc vòng của mình sắp hoàn thành rồi nha mọi người ơi. Vòng của mình sắp hoàn thành nha. Các bạn ơi, vòng của mình sắp hoàn thành rồi. Cái mà thôi. Đang gần Tết rồi của mình thế. Gần Tết rồi mà chả thấy gì? Chỉ biết từ giờ quay tháng kiểm tra. Ai từ giờ đến Tết thì kiểm tra có gì gì hay. Ừ, chị cũng làm ước đây. Năm ngoái thì cháu nhìn gì hay được cái ăn tất niên thôi. Ăn tất niên theo ở đây hay là theo cái kia? Theo ở đây. Xong mà hết cái gì xuống đây mà. Ủa, mình làm trên kia rồi đấy bạn. Nhưng mà đây mà tiền cứ. Là mời ở trên kia xuống đây á? Mời đi xuống đây. Cũng gọi là to, là đây câu gì mong ơi. Tất nhiên nó ngoái rồi. Dạ. Cậu chết ở đây nè. Dạ. À tất nhiên nữa. Ừ. Đông à. Có hôm đấy nó đi phòng trà hay sao không? Phòng trà. Gọi là đi gì mà. Cái gì mà cho anh kia bảo đi. Mọi người ơi, vòng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Để các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Các bạn ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành nhá. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Nếu như một bài thức xa ngồi quen. Nghĩa nó còn bảo chị học bài hát đi để đến đây hát cho nó nghe cơ. Đâu cái nào với em.